Trước khi vào video thì đừng quên ấn like, ấn subscribe và ấn vào cái chuông để nhận thông báo về những video mới nhất của tôi nhé. À, cuối cùng cũng về nhà, quả thực là một chuyến đi tuyệt vời cùng với lớp. Hy vọng bố mẹ vẫn thức, mình đó rồi. Bố ơi, cho con gì ăn xem nào. Mẹ đâu rồi? Mẹ đi rồi. Sao lại có máu trên tay bố? Tương cà thôi, bố gọi pizza. Ăn đi, rồi ngủ, đừng lo về mẹ. Bố lên phòng đây. Vâng. Thế thôi mình đi ngủ chứ nhở. Làm gì đâu đúng không? Nhưng mà hơi đói, chưa ăn, mới đi về. Bố đã giết mẹ 100%. Máu ở trên tay bố, đồ khốn nạn. Mình phải tìm bằng chứng rồi báo cho cảnh sát. Mình có thể sống với gì với bố khi mà báo cảnh sát? Chắc là có bằng chứng ở trong phòng ngủ của bố. Ok. Ui giời. Ui bố xuống rồi, bố xuống rồi. Chạy. Trốn. Đợi ông xuống, ông đi qua đấy, đi qua rồi. Lên thôi. Mình đóng cái cửa lại. Ấy xa, ngọt. Gì đây? Chìa khóa tầng hầm. A few moments later. Ôi dồi, súng à? Súng của bố, phải cứt đứng có bảo là Vai, mình bắn bố đấy à? Vai đùa. Thằng nghịch tử này, mẹ giết cả bố ạ. Bố xứng đáng bị vậy, bố đã giết mẹ. A few moments later. Vợ của ngươi đã bị hiến tế cho Chúa tối cao, ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình. Giữ bí mật, đừng kể cho ai, kể cả con của mày. Nếu mày làm vậy thì tao sẽ lột da mày và thằng con mày. Lạy Chúa tối cao. Cái gì cơ, bố không giết mẹ. Bố phải trả giá cho tội lỗi của mình. Mình có phái nào đó. Gì vậy? Có ai đâu, mặt tường. Họ sẽ giết tôi. Vâng. Thế là hết game, thằng này hiểu nhầm bố xong giết bố luôn.